Xin giới thiệu các bạn trận đấu sắp diễn ra kèo 3-3 giữa Tâm Hòn Đất Kiên Giang đối đầu với Tự Chợ Mới An Giang điểm 0-0. Điểm cho An Giang 1-0. Điểm Kiên Giang 1-1. Ủa sao 2-2? Ông nội 2-1. Điểm cho An Giang 2-1. Điểm cho Kiên Giang 2-2. Điểm với Kiên Giang 3-2. Điểm cho An Giang 3-3. Điểm Kiên Giang 4-3. Điểm cho Kiên Giang 5-3. Điểm cho An Giang 4-5. Điểm cho An Giang 5-5. Điểm với Kiên Giang 6-5. Điểm cho An Giang 6-6. Thôi ơi, uổng. Điểm Kiên Giang 7-6. Điểm cho An Giang 7-7. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Điểm Kiên Giang 87. Chắc đó ngoài xa. Điểm Giang Giang 8 điều. Điểm Kiên Giang 98. Điểm cho anh Giang 9 điều. Điểm cho anh Giang 19. Điểm cho An Giang 11 chính. Điểm cho An Giang 12 chính. Điểm cho An Giang 13 chín. Điểm cho Kiên Giang 10-13. Điểm cho An Giang 14-13. À 14-10. 14-10. Kết thúc xét đấu à. Chờ mỗi An Giang thắng Hòn Đất Kiên Giang. Số cờ bạc lại đâu đây là cái gì vậy? Nó ngồi chỗ đi, nó đi, nó la. Vậy nó hả? Mật khẩu rồi phải số. Xung nô nè. Đi.
thôi lên lấy đó.